What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Như các bạn thấy trên màn bên đây thì hiện tại đang có hai con VGN nó N75 Pro phiên bản màu đen. Thì con này trước đây mình cũng đã cháy hàng và mới về thêm phiên bản màu đen thôi chứ không có phiên bản màu trắng. Có rất là nhiều bạn mua con VGN này và cũng có hỏi là cái switch đây, Azure switch màu xanh kết hợp với màu trắng ngà này, với lại một con switch nữa, đó là switch EVA của thằng VGN luôn. Và hai switch này có gì khác nhau? Thì đầu tiên sẽ là intro đã. Ok, let's go. Rồi, như các bạn thấy thì màu sắc của nó, của hai con switch này nó sẽ khác nhau. Và cái tiếp theo nữa là cái stem. Đây, stem của nó thì con này nó sẽ có cái stem có cái khung ở xung quanh đó, để chống có lẽ là để chống Google hay là chống bụi hay gì đó thì mình cũng không rõ, nhưng mà thực ra cái khung này không biết là nó có chống được nhiều không, nhưng mà mình thấy cảm thấy nó rung lắc là khá là ngang nhau. Và tiếp theo thì hai con này đều là linear nhé, nhưng mà cái con này nó sẽ có lực nhấn nặng hơn một xíu đó, và con này nó sẽ nhẹ hơn một xíu. Tiếng của con này thì nó sẽ nghe nó nổ khá là to. Đây. Còn con này thì nó sẽ đục hơn, trầm hơn một xíu. Còn con này thì nghe kêu khá là đanh. Thì cái này thì nó cũng sẽ tùy vào cái gu của mỗi người thôi. Có người sẽ thích cái tiếng trầm êm ái, còn một người cũng có người sẽ thích tiếng nó nổ đanh. Về cái giá thành của hai con này thì nó sẽ là ngang nhau. Rồi bây giờ mình sẽ cùng sao test hai phiên bản nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em hai cái loại switch của em này, tất cả đều là linear. Tuy nhiên thì tiếng của con này rõ ràng là nó sẽ có âm thanh nổ to hơn khá là nhiều, tiếng của nó sẽ đanh hơn. Còn con này tiếng của nó sẽ đục hơn, trầm hơn một xíu, và tiếng của nó cũng sẽ êm ái hơn. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào tùy gu của mỗi người, thì chắc các bạn sẽ có một cái sự lựa chọn phù hợp với mình. Còn có một cái điểm lưu ý nữa là cái switch của con này do nó là màu tím xanh cho nên led của nó hầu như là sẽ bị chặn, cho nên nhìn led của nó khá là yếu đó. Đó là một điểm phải lưu ý nhé. Con này thì led nó sẽ sáng hơn đây đó, rõ ràng luôn các bạn nhìn này. Hai phiên bản thì led nó cũng sẽ khác nhau hoàn toàn, cho nên nếu như mà các bạn không quan trọng về led thì có thể lựa chọn luôn theo cái sở thích bấm của mình. Còn nếu không, nếu thích led lủng sáng sủa thì có thể dùng con này. Đó, ok.
Còn về các cái thông số khác thì nó cũng khá là y chang nhau thôi, không có gì đặc biệt giữa hai phiên bản này hết, đều là 3 mod RGB như nhau. Và hiện tại cái con này bên mình về cũng được khá là ít và giá của nó thì vẫn giữ nguyên là khoảng 1 triệu. Thì nếu như mà các bạn muốn thì có thể inbox trên fanpage để đặt trực tiếp nhé. Còn mấy con này thì mình vẫn không có đăng trên Shopee hay là Lazada đâu, tại vì mình có rất là ít. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.